Mình là Sadu. Và cuối cùng ngày này cũng đã tới rồi. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, hình như là phải khoảng tầm gần nửa năm trời, để có thể tiến tới được ngày hôm nay. Chính là tập cuối cùng của series Murder Drones trên kênh YouTube Glitch. Đã quá nổi tiếng bởi cái series này, giảm siết kỹ thuật số diệu kỳ đó, The Amazing Digital Circus. Và mình cũng đã từng xem hai tập đầu tiên ở trên kênh Sadu này rồi. Nhưng mà đó là cái chuyện của cái giảm siết. Còn chúng ta đến với ngày hôm nay là những cái con robot sát thủ ấy này. Oh my god, trời ơi. 6 tháng trôi qua mình cũng đã quên khá nội dung của cái series này. Thế nên may mắn vừa rồi là mình cũng đã dành ra tầm 1 tiếng để mà ngồi xem lướt qua những cái tập trước, để có thể xem cái tập cuối cùng này một cách trọn vẹn nhất. Thì các bạn ạ, lần này kênh YouTube Glitch đã có cho chúng ta phụ đề tiếng Việt Xịn Sò Con Bò. Thậm chí bạn nào mà thích xem lồng tiếng cũng có lồng tiếng Việt luôn. Đấy. Nhưng mà mình thì mình sẽ muốn nghe tiếng Anh đó, muốn nghe giọng của các diễn viên lồng tiếng cho những nhân vật đã quá quen thuộc như là Uzi với cả En đó. Vậy thế nên mình sẽ để nguyên giọng là tiếng Anh, cái phụ đề là tiếng Việt thôi. Ok, thì nếu mà các bạn mà chưa xem cái series này ở những tập trước, từ tập 1 đến tập 7, thì mình khuyên thật sự các bạn hãy tìm lại, có thể ở trên kênh Sadu của mình xem cùng mình từ tập 1 đến tập 7, hoặc là lên trên kênh Glitch này để tự xem những tập đó trước rồi mới đến với cái video này của mình, thì lúc đấy các bạn mới trải nghiệm được hết. Chứ còn nhảy vào tự dưng series này chưa xem mà nhảy vào xem tập cuối thì nó sai, đúng không? Còn các bạn nào đã chờ đợi tập cuối này giống như mình quá lâu rồi thì ok, chúng ta vào xem luôn thôi. Let's go! Chuyện gì sẽ xảy ra với En, với Uzi? Liệu bọn họ có thể chiến đấu lại chống cái con Sin Absolute Solver, xóa bỏ hết tác hại của cái con virus đó gây ra cho cái cộng đồng đội người máy hay không? Thì tập này sẽ giải quyết hết, hy vọng là như vậy. Nhớ tập ở cuối tập trước là Uzi nó bị bay ra ngoài vũ trụ, mình nhớ như thế. Và cái con Jay bị cái xe buýt cắm trại đâm vào, và có hai bóng của hai đứa, chính là hai đứa bạn học của Uzi. Đấy, bữa trước mình tưởng nhầm là bố Uzi chứ không phải, là hai đứa bạn học, trong đó là có cái con Hot Girl. Mình nhớ như thế. Rồi, thế đây là như nào đây? Đây con người này, con người bị ok, Nun kia là sức mạnh của con Sin này, Absolute Server. Cái gì này, giáo viên chấm điểm à? Wow. Tao quá mệt mỏi với chuyện này rồi, kệ đi. kiểu vậy á. What? Ô, không phải là chỉ mỗi Uzi mà là tất cả đều ra vũ trụ. Ê, tức là hành tinh bị nổ rồi hả? Đây là con Absolute Server đúng không? Ông giáo viên không hề. Tao quá mệt rồi. Mày muốn làm gì mày làm. Ok, quay về với Uzi đi rồi. Yes. Đúng là robot thì không ngại lắm về chuyện ở vũ trụ nhỉ, đúng không? Ai đó không nói được. À mẹ, bà mẹ. Bà mẹ Nori này. Làm thế nào để dừng chuyện này lại? À, là phải có cái thánh giá đó. Cái thánh giá đấy là cái như kiểu là cái phần mềm diệt virus đó, cắm vào mặt mấy cái đứa mà bị dính cái virus đấy, là bao gồm là có Uzi, cái con robot người Nga là Dom thì phải. Nhưng mà con Dom đấy thì như là chết rồi, mình nhớ như thế ở tập trước á. Server lại điều khiển con, If you allow... À! Nếu con là một đứa mất dạy. Ok. Cái này là phải che đi bởi vì nó là từ bậy trong tiếng Anh này. Ok, hai mẹ con gặp nhau. Chào lại. Cú tay vậy.
Cần phải phá hủy trái tim của Sins. Ok. Wow. Ui đẹp vãi ạ. Ui vũ trụ đỉnh vãi. Gì đây? Hay à? Hiệu ứng âm thanh ấy, kiểu vũ trụ nó không có truyền âm thanh được á. Nên là âm thanh tôi chỉ nghe như này thôi. Vào đây mới có. Oh! Ok. Yes. Wait. Này. À ok, cái này là gì, là tôi với anh chứ không phải là em với anh. À, rồi nhưng mà thôi, cặp đôi này thôi các bạn ạ. Nếu các bạn đã từng xem những cái tập trước, các bạn biết là cái sự gọi là fanboy của mình với cái cặp đôi này như thế nào. Gần như mình không quan tâm đến cái câu chuyện xảy ra sao hết, mình chỉ quan tâm là cặp đôi này cuối cùng có đến với nhau hay không thôi. Đó, chỉ cần xem những cái cảnh tình cảm của cặp đôi robot này là mình đã thấy quá đã rồi. Đúng. Uzi đã hy sinh để mà cứu En. Nhưng mà En lại quay lại. Rồi. What? Đi. Làm gì đây? Then die now, bitch. Hả? Gì ấy? À chắc là đang đùa, đang joke đúng không? Dừng lại đi. Ok, xin nói dừng lại đi. What? Cái sức mạnh của con Sin này nó mạnh vãi chưởng luôn ạ. Bây giờ nó là lõi của cái hành tinh rồi á. Trời ơi, tình yêu của họ rực cháy kìa. Oh my god. Đúng. Yes. Chuẩn. Yes. Tôi ngại nhỉ. Vậy là đã canon chính thức. Đó, hai đứa thành cặp đôi canon rồi. Yes. Thuyền đã cập bến. Yes. Tôi không quan tâm đến 16 phút còn lại của cái tập này là gì. Tôi không quan tâm đến cái kết của cái series này. Trời ơi, thôi, tôi phải xem lại. Phải xem lại cái đoạn này. Trời ơi, bắt mày nó làm hay quá trời ơi, rực cháy xong bắt đầu nắm nhau xoay. Well, that's a serious issue. Before that wolf thing, we're like dating, right? Yeah, just because like, I can't always read. Like, yeah. Yay. Oh my god. Thế đủ rồi, xem tiếp đi. What? Ok, đúng là con Uzi này nó vẫn là một cái đứa gọi là đang dậy thì rất là kiểu góc cạnh, rất là edgy. À và bây giờ hai người này phải tiêu diệt cái lõi của hành tinh. Là con Sin. Ơ cái con Jay đúng không? Jay đâu? Rồi. Đội Walker Drone. À tức là cái hành tinh này nổ rồi hả? Đám quần chúng của tỉnh. Ok, Jay là vẫn là đi đi theo của con Sin này. Rồi, con Jay quyết định tiêu diệt đốt những nhân vật quần chúng. Ê. Let's go. We vẫn sống. Ok, từ, giọng mình làm mất tiêu hết rồi. Cái tập này Vi vẫn sống. Oh shit.
Cứ tưởng là Vi đã bay màu rồi, Vi đã hy sinh bản thân ở cuối tập 6 để cho đội được chạy thoát khỏi cái đám khủng long hay là cái đám chó robot. Nhưng cô ấy vẫn còn sống. Oh my god, trời ơi. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Đợi ý này, đoạn này này là Vi xuất hiện trở lại khi mà cưỡi trên lưng một con đấy, cái con robot khủng long hay robot chó ở tập 6 này. Vi ghê thật chứ. Hay quá. Vậy chúng ta sẽ có một trận chiến giữa Vi với cả Jay. Mà cái nhạc nổi lên quá hay. Rồi, đứng trên vị của chúng, let's go. Bột đá, ui, đỉnh vậy. Đó, lộ ra làm á. Vi tức vì, rồi, cái con hot girl này. What the hell. Nó vẫn còn chat, nó vẫn còn nhắn tin được. Khủng long. Nó hề vậy. Rồi sao? Đúng rồi, con chúng chỉ làm hề thôi. Shoo, đi mày. Ok. Wow. I promise it's better on the winning team. As a team. Hey. How about you bite me? Không được. Chúng là không tin nhau được một cái gì hết á. Rồi. Ok, bây giờ con xin nó cảm luôn, nó cảm hành tinh luôn. Ra kia đánh nhau tiếp nhỉ? Thôi không cần đâu, đánh nhau tiếp ở đây đi. Sức mạnh của bọn này rồi. Cái gì đây? Bây giờ đẩy sức mạnh của tụi này lên kiểu level kiểu quá cao á. Hồi đầu khi mà con Uzi nó mới kích hoạt được cái sức mạnh của cái con virus Absolute Server á, nó cũng còn hơi tạm tạm thôi. Mà giờ nó định nuôi dịch cả hành tinh. Rồi đây chính là cái con Sin mới đóng giả làm Tessa, cái con chủ đã tạo ra những cái con Murder Drone khởi đầu là NVVJ á. Đó. Và bây giờ làm sao để phải tiêu diệt được con này, đúng không? Rồi, kích hoạt trở lại tất cả hệ thống lại này, nó xúc tu kích hoạt lại. Hello, Uzi. Hi, Em. I see. You will not talk to me because I have hurt your feelings. Đấy các bạn thấy không? Cái con Sin này cho đến bây giờ nó vẫn là muốn đóng giả làm con Tessa nha, để như kiểu là muốn chiếm lấy sự tình cảm của thằng N hay sao á, thằng N á. Đó, thấy không? Đấy không? N vẫn rén nhá, vẫn cảm thấy là đây lỡ là Tessa này. Easier to assimilate than explain anyway. Thôi, tới đây là thua đó. Rồi, Sin nó lại. Ok. Uzi đã lấy lại kiểm soát bản thân, không bị Sin điều khiển nữa. Ok. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây là lõi trái tim của Uzi đúng không? Ok, may quá, vẫn còn. Ai à. Ok. You first, eager beaver. Let me in. What? Mấy cái series này nó là vừa hài mà nó vừa kinh dị, kiểu sợ thật chứ. Okay.
À, chùm cuối bá đạo quá. Ok, hai đứa này vẫn tiếp tục đập nhau. Ghê. Ghê 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 ghê. Thật sự không hiểu làm sao để thắng được con Xin này luôn. Không hiểu sao thắng được. Liếm, liếm cái gì? Liếm gì? Liêm liêm à? Liêm hòn dài tao à? Wow, wow, wow. Ui ui. Ok. Trời ơi, sức mạnh của tình yêu đấy đúng không? À, đấy, trong hoàn cảnh khó khăn, hai đứa nó nắm tay nhau để vượt qua. Trời ơi. Uzi kiến chiến lược kiểm soát bản thân. Nhưng mà có vẻ như là đấy chỉ là trong giấc mơ thôi. Nó quay lại rồi. Rồi rồi rồi, đến bây giờ là biết rồi. Bẫy. Ok. Rồi xong rồi, dính bẫy rồi. Ui. Biết ngay mà, biết ngay là bẫy. À, là Vi thật. Là Vi thật. Ok, nhưng mà để cho En phải hét lên như vậy là xong, là bị phát hiện ra luôn. Phát hiện ra vị trí luôn. Và đồng thời cái bóng ở đây tức là Vi đang nhìn thấy à, một ảo ảnh do Xin tạo ra. Ảo ảnh là En ảo ảnh này. Ồ. Do your job and I leave you and En alone. Right, Vi? Bad job, V. Rồi. Uzi giờ làm sao đây? Tưởng xong con dây rồi, vẫn còn dây à? Trời ơi, combo một con Murder Drone cộng với cả chùm cuối. Rồi, trái tim. Trái tim của En. Nhân vật quần chúng. Nhân vật quần chúng thể hiện cái gì đây? Yeah, 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 tất nhiên. Ok. Ok, rồi. Rồi, rồi, rồi. Oh, Xin định. À, ok, chúng ta có cảnh đó chính là. Như vậy là tới tập này, chính thức là Uzi và Vi là bây giờ đã thành bạn nhau rồi đấy. Rồi. Rồi, và sau đó con Xin định chiếm quyền kiểm soát của Uzi nhưng không được. À, what? Ok. Rồi, final battle này.
cái áo ỏi chắc luôn. Hay. Wow. Anh nói thật. Mình không nói được một lời nào luôn, chỉ có xem thôi. Hay quá. Để có thể phân định được đâu là thật đâu là giả đúng không? Thì chém đầu gắn lại luôn chứ. Trời ơi, để hai con chó lên puppy eye hả? Đúng cái đen luôn. Rồi xong. Rồi là lại là một ao ảnh. Tụi bây đừng có slow motion tỏ vẻ ngầu ngầu được đâu. Và ở đây chúng nó tập bắt tay kiểu bí mật. Ok. Ba đánh một này cũng hơi gọi là đánh hội đồng nha. Nhưng mà cũng hội đồng cũng đúng rồi, bởi vì con Xin nó bá đạo quá. Ủa, quế. Ủa, quá đầu dễ thì được. Nổ tim của con Xin luôn. Đóng băng tất cả mọi thứ. Bay màu đúng nghĩa đen. Đây. What? Ủa? Rồi. Cái xác này cũng là bay màu rồi, và bây giờ rồi giữa ra luôn, chảy ra luôn rồi xong. Nhưng mà cái cục tròn tròn đó là cái con Absolute Server hả? Là giờ Uzi nó nuốt vào luôn rồi. Giờ Uzi sẽ trở thành vật chủ mới. Đúng không? Từ từ nhá, bình tĩnh nhá. Kết quả cuối này mình thấy là hơi lạ, tại sao lại kết thúc cái đơn giản như vậy, là tại sao Uzi lại từ nào. Con này nó nhào đây ra, từ giai đoạn thế nào này nhá. Đây là con Xin nó lao tới này. Rồi con Uzi nhìn ra được đây là ảo ảnh. Là đoán được là đoán được là đó là ảo ảnh và con thật nó đang ở sau lưng mình. Nên là quay lại và cho một đấm. Và đấm này chỉ là một cú đấm thường thôi, nhưng mà thì quái là đấm được xuyên thủng ngực của con Xin và lôi được trái tim ra. Ok. Rồi, đó là như vậy. Rồi. Đến đoạn này nhào đây. Giải quyết sao chuyện này đây. Rồi, lỗi chí mạng. Liệu Uzi có hy sinh không? Vẫn có vẻ như là kiểm soát được. Ok, thằng này là thằng đĩa tháp đúng không? Còn con này là cái con chung là con hot girl ở trong lớp. Ừ. Rồi rơi điện thoại luôn. Ôi không. Let's go. Ông đang bố đúng không ta? Ông bố đúng rồi, ông bố của Uzi. bà vợ. quen ta. Ê, cái câu đấy, kinda hot đấy, câu đấy không phải là nóng tính dữ nha, mặc dù có vẻ đấy là câu chơi chữ. Cái đó là ý rằng là có vẻ nóng bỏng, hấp dẫn đấy. Và đấy là cách mà ông chồng nói về bà vợ đó các bạn ạ. Đó, nó là như thế nha. Chứ dịch là nóng tính dữ hơi sai đấy. Ok, chiếc xe buýt của cái cắm trại. Ok, con chó khủng long máy. Mình cứ nghĩ là nó khủng long, nó không phải chó đâu, nó khủng long. Rồi. Vi với cả En.
Quá tuyệt vời. Ô. Ô. Là giờ là. Ô, là bây giờ Uzi là đã kiểm soát được Absolute Solver. Là có sức mạnh của nó luôn nhưng mà vẫn giữ được cái tâm trí của mình. Nên là bây giờ đôi mắt là từ màu tím là chuyển thành là nửa tím nửa vàng. À, cái này thì bá đạo quá. Cái này thì mạnh quá. À đúng rồi đó. Ok. Rồi. Kệ tôi đâu mọi người ha. Cách để vẽ manga, ok. Also, now I can do this. Oh, let's go. Tuyệt vời. Một cái kết. Thật sự mình nghĩ rằng là nó cũng gọi là khá ổn với cái series này rồi. Cũng thật sự cũng không có quá nhiều thứ để mà gọi là phàn nàn nữa rồi. Bài lần. Ok. Cùng xem nốt credit đi. Ok, prom này, buổi prom này. Sẽ có rất nhiều những cái easter egg ở đây nhưng mà chắc là các bạn tự xem, các bạn tự ngẫm mà thôi ha. Hay quá. Ồ, vẫn còn nha. After credit. Yeah. Ồ, tức có nghĩa là con Xin nó vẫn còn tồn tại. Xin hoặc là Absolute Solver nó vẫn còn tồn tại ở trong Uzi và nó có thể tương tác nói chuyện được với Uzi. Đây vẫn có thể là một cái tương lai mở ra cho chúng ta, một cái mùa 2 nha. Mùa 2 cho cái series này nha, chứ chưa đây chưa chắc là kết thúc đâu. Nhưng mà việc là có mùa 2 hay không thì đây vẫn đã là kết thúc, tạo một cái kết thúc cho cái series Murder Drones này rồi. Theo mình đánh giá thì tập cuối này thật sự là nó như nào ta? Nửa đầu của tập này mình thấy khá là ok, thậm chí là rất hay. Hai cái điểm nhấn là hai đứa này chúng nó chính thức là công nhận là chúng nó đang hẹn hò với nhau. Sau đó là sự quay trở lại của Vi, Vi trở lại để chiến đấu với Jay, là hai cái điểm nhấn rất lớn của cái tập cuối cùng này. Trận chiến của ba người Vi, En và Uzi đấu với Absolute Server, đối với con Xin này cũng rất là hoành tráng. Tuy nhiên cái kết cảnh cuối nó đoạn này mình lại không thấy nó đã lắm nha. Cái chiêu thức cuối cùng để kết thúc nó lại không như mình mong đợi. Là chỉ đơn giản là Uzi nhận ra đây là ảo ảnh và vòng ra phía sau tâm một cái là chết luôn con Xin, kiểu nó bị nhanh quá ấy, đúng không? Rồi sau đó chúng ta có một cái kết cũng gọi là mình cảm giác khá là an toàn, là ok, nhân vật chính lấy được sức mạnh của phản diện, trở thành một siêu robot. Được bạn bè ok ủng hộ và cổ vũ. Đó, có kỹ năng đặc biệt. Đó, bạn nhìn không? Quả này này này. Bên trái là sức mạnh của Xin, bên phải là sức mạnh của Uzi. Đó, vẫn giữ cái virus Absolute Solver này trong người. Thì vẫn chưa giải quyết được cái chuyện rằng là virus này vẫn còn tồn tại và nó vẫn sẽ có tỷ lệ bắt đầu phát triển lên một cách âm thầm. Tức có nghĩa là có thể có chuyện là ở trong mùa, có thể mùa 2 đi, là con Xin này nó sẽ trội trồi lên và nó kiểm soát lại Uzi chẳng hạn. Vẫn có cơ để cho mùa 2 nha. Và còn có một chi tiết nữa là để có thể nói rằng là có thể sẽ có mùa 2. Cảnh đó. Đó. Bà mẹ Nori của Uzi, vợ của ông bố vẫn còn ở đây. Vẫn có thể có mùa 2 để bà mẹ này quay trở lại. Cái kiểu cái cốt truyện của phía bà mẹ á, ở trong cái phòng thí nghiệm để mà chế tạo rồi phát tán cái virus Absolute Solver á, nó vẫn còn là một cái mình nghĩ là vẫn còn là bí ẩn, chưa có hoàn toàn là giải thích hết được cho chúng ta. Nhưng mà đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ mùa 1 hoặc là series này đã kết thúc thì thật sự mình phải nói rằng là đây là một series quá hay.
Quá hay luôn ạ. Mình không nghĩ rằng là một cái series về những cái con robot nó đi tiêu diệt những con robot khác mà nó lại đem cho đến cho mình và các bạn rất nhiều cảm xúc. Hay thật sự. Đến giờ thì thật sự là sau khi kết thúc cái series này thì mình cũng không còn lời nào để mình có thể diễn tả với cảm xúc của mình bây giờ nữa. Vậy nên là mình nghĩ rằng là mình nên nhường lại cái việc miêu tả đó cho các bạn. Mình sẽ muốn đọc những cái cảm xúc của các bạn về cái series này sau khi xem xong tập cuối như thế nào. Hãy bình luận cho mình biết ở phần bình luận nhá. Mình sẽ đọc để xem rằng là các bạn fan của cái series này đã nghĩ như thế nào. Mình rất muốn chia sẻ, mình rất muốn đọc và chia sẻ cùng các bạn những cảm xúc đó. Thì hãy bình luận bên dưới nhá. Còn bây giờ mình sẽ tắt quay video này và mình sẽ xem lại từ tập 1 và sẽ chỉ xem đoạn nào mà có con Uzi và thằng N chúng nó tình cảm với nhau thôi. Đấy. Cặp đôi hoàn hảo đã đến với nhau rồi, nên là mình sẽ xem lại để bắt đầu trải nghiệm lại những cái cảm xúc của một fanboy một lần nữa. Đấy. Còn các bạn, sau khi đã bình luận những cảm xúc của các bạn về series này thì hãy qua bên video này để xem tiếp những thứ thú vị ở trên internet cùng với mình nữa nhá. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá. Okay.